Chủ nhà mở bán 5 căn nhà với diện tích từ 48 đến 60 mét vuông, có sân cổng riêng thiết kế là ô tô vào được đến tận cửa. Với 5 căn nhà này thì vị trí thuộc Đại Thành Quốc Oai. Ngoài xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay một trong 5 căn nhà này, sân cổng riêng, diện tích rộng, 5 cuốn sổ đỏ riêng biệt có hỗ trợ vay vốn ngân hàng tới quý vị. Và 5 căn nhà này thì đã bán 2 còn 3 căn tính tại thời điểm hôm nay Ngọc Ánh quay. Trong video này thì Ngọc Ánh sẽ quay một căn mẫu để gửi tới cho quý vị. Với căn này thì diện tích là 50 mét vuông, thiết kế và xây dựng 3 tầng ra sao, hướng nhà là hướng đông nam, ngõ trước nhà được hơn 3 mét, ô tô vào tận cửa. Tuy nhiên ngõ này thì nó không phải là ngõ thông, còn một lô cuối cùng nữa quý vị ạ. Và với cái thiết kế này thì nó cách với lại đường chính nó chỉ khoảng tầm 50 mét thôi. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể với tầng 1 của ngôi nhà, thiết kế công năng sử dụng cho quý vị ở đây là phần sân để xe riêng, cổng riêng. Đây. Cổng sắt sơn tĩnh điện, và ở đây thì để có thể để cho quý vị đây là 4 đến 5 cái xe máy nhá. Và với cái căn nhà này thì tầng 1 thiết kế như sau. Một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh, nhà vừa mới hoàn thiện xong hết, còn một chút vấn đề dọn dẹp vệ sinh nữa là quý vị có thể dọn đồ về ở ngay. 5 cuốn sổ đỏ thì đã bàn giao 2 và chỉ còn 3 cuốn để chờ quý khách hàng nhanh tay nhất thôi. Với giá bán thì chỉ hơn 2 tỷ, giá bán cụ thể em sẽ để ở dưới phần miêu tả cho quý vị nhé. Phần hoàn thiện của ngôi nhà gần như là tươm tất xong hết, chỉn chu, gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Ở tầng 1 thì ngoài cái phần cổng chính kia thì chủ nhà thiết kế cửa chính cho quý vị là cửa nhôm kính mọi người nha. Đó. Hệ thống trần thạch cao, đèn led, điện, nước đầy đủ cho quý vị. Nước thì cũng là có đồng hồ nước riêng, công tơ nước riêng, nước là sử dụng nước sạch mọi người ạ. Và phần tầng 1 thì hệ thống trần thạch cao, đèn led đều đã được lắp đặt đầy đủ. Đây là phần không gian phòng khách của ngôi nhà. Tính từ vị trí ngôi nhà này thuộc Đại Thành Quốc Oai, huyện Quốc Oai, nghe thì nó rất là xa. Tuy nhiên nó là một trong những huyện quỹ đất còn rất là nhiều, và với cái vị trí địa lý của nó thì nó ngay cạnh với lại khu vực Đông La, Hoài Đức, giáp với trạm bơm Yên Nghĩa, gần trường đại học Phenica, gần khu đô thị Đô Nghĩa, gần cuối đường Tố Hữu, Lê Văn Lương quý vị nhé. Phạm vi nó chỉ rơi vào bán kính khoảng tầm 3 đến 5 km thôi. Còn tính từ vị trí ngôi nhà này, phạm vi 1 km bán kính xung quanh đầy đủ chợ, trường, phường, trạm, siêu thị, tiện ích đầy đủ cho quý vị nhé. Đây là phần không gian phòng bếp. Với không gian phòng bếp, chủ nhà cũng hoàn thiện đầy đủ chỉn chu hết. Phần tủ bếp cũng như là ở trong là có cửa sổ thông thoáng, phụ kiện bếp lắp đặt đầy đủ, xung quanh thì là ốp kính, ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite. Và mọi người có thể ngắm nhìn cái phần không gian phòng bếp này hướng ra phần phòng khách và phần sân. Đó. Giá bán hơn 2 tỷ cả nhà và đất. Thực ra thì không phải câu like, không phải câu view gì đâu quý vị. Nếu như quý vị đã thường xuyên theo dõi kênh của Nhà Tốt thì biết rồi là có sao thì em sẽ luôn luôn chia sẻ cho quý vị như vậy. Từ vị trí, từ diện tích, về địa lý và về hướng nhà mọi người nha. Đó. Đây là phần tầng 1, một phòng vệ sinh thiết kế ở phần tầng 1 đây nữa. Cho quý vị sử dụng ở phía dưới tầng 1. Đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, máy bơm nước. À, mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 2 của ngôi nhà. Ngọc Ánh đã bước chân lên trên tầng 2 của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang của trụ cầu thang thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng, và hành lang đi vào hai cầu thang ở hai căn phòng rất là thoáng. Tầng 2 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị hai phòng ngủ thoáng trước và thoáng sau. Phòng ngủ đầu tiên hướng ra phần mặt ngõ và hướng ra phần cửa chính đấy quý vị ạ. Nó là hướng đông nam, rất là thoáng và mát, có ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Trong phòng ngủ thì được chủ nhà thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao cũng như là đầy đủ hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, ống chờ, dây chờ áp, chờ điều hòa. Màu sơn chủ đạo của ngôi nhà như Ngọc Ánh đã chia sẻ nó là màu trắng, rồi là mặt rồi là cái phần gạch lát nền cũng kích thước gạch 60-60 là màu trắng. Vào không gian phòng rất vuông vắn và rộng rãi quý vị nha. Trên phía tầng 2 thì thiết kế hai phòng ngủ trước sau, phòng vệ sinh ở giữa. Ở đây thì phần phòng vệ sinh cũng tương đối là rộng thoáng, và phần phòng vệ sinh này thì còn lắp đặt một chút thiết bị vệ sinh nữa là hoàn thành cho ngôi nhà này quý vị nha. Đó, trong phòng vệ sinh thì chủ nhà ốp gạch lên trên tới gần trần rất là sạch. Cửa thông phòng, cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và đây là phần phòng ngủ ở phần bên trong của ngôi nhà.
với phần phòng ngủ bên trong đây. Cũng rộng, thoáng, có cửa sổ thông thoáng hướng ra phần đằng sau. Có ô thoáng. Đây mọi người ạ, không bao giờ sợ bí luôn. Dây chờ, áp chờ, điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Căn nhà này em đã chia sẻ rồi, còn một chút về cái vấn đề dọn dẹp vệ sinh nữa là quý vị có thể dọn đồ về ở ngay. Mời quý vị cho em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và ngoài em đứng ở phần tầng 3 của ngôi nhà, một ô giếng trời để lấy ánh sáng ngay khi bước chân lên phần cầu thang đây thưa quý vị. Tầng 3 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị như sau. Với phần công năng, một phòng ngủ, một phòng vệ sinh, một phòng thờ và một sân phơi riêng biệt. Nếu như quý vị nào đang có những cái lô đất 40, 45, 48, 50 mét mà chỉ muốn xây dựng 3 tầng vẫn muốn đáp ứng đầy đủ công năng thì có thể tham khảo thiết kế của ngôi nhà này. Tương đối là hợp lý, diện tích 48 đến 50 mét mà thiết kế công năng vẫn được 3 phòng ngủ rất là rộng, 3 phòng vệ sinh. Tất cả các phòng đều cửa sổ ánh sáng thông thoáng tự nhiên cho mọi người. Đây, như tầng 3 hiện tại là không bật điện nên mọi người ạ, mà đã rất là sáng rồi. Phần phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 3 đầy đủ đáp ứng đầy đủ những cái tiêu chí rồi những cái phòng ốc cho một hộ gia đình sử dụng. Đây là phần phòng thờ. Rất là rộng, thoáng. Cửa sổ thông thoáng ở đây. Và phần còn lại, sân phơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý, đáp ứng công năng cho quý vị sử dụng. Giá bán thì chỉ hơn 2 tỷ, em để ở dưới phần miêu tả cụ thể. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà. Cam kết 100% những căn nhà đưa lên cho quý vị xem là sổ đỏ chuẩn chỉnh 100% riêng biệt có hỗ trợ về vốn ngân hàng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.